đấy, như gì đồ này chơi hàng chất lượng cao anh kia. Hôm nay đi sang Nhật mua về đây rồi đặt công lên về gốc bên Nhật mà có người nhà bên đây. Đấy, quá kinh điển, nghe chưa, phi lao này không biết phải quay từ đâu đây. Ai mà sở hữu một tác phẩm nào mà yên. Cái này mấy triệu đô ấy anh Kiện? 35 triệu. Cũng 35 à? Ừ. Nay mang đúng một con này đi thôi đúng không anh? Thôi anh mang cái là một đợt chết thôi. Đấy, đẹp đến mấy thì cũng ra chợ đúng không? Đẹp đến mấy ra chợ cũng phải dây bằng cái đồng tiền. Đúng rồi. Nào, các ông nào bỏ tiền ra mua cái đẹp đi. Ba làm gì? Thôi không được, không được. Di chuyển mà lan Nhật Bản ngay mà chân tay được. Thôi. Anh. Vâng. Chào anh, chào anh luôn đi. Thế nào nữa anh? Anh làng đẹp thế này. Đấy, nhuyễn nhá. Anh có tiền đấy à, có tiền. Là nước in mà phải lo đúng không anh nhỉ? Tiền là chỉ để tiêu thôi. Đây kể cả là cành như thế này này anh nuôi khoảng 2-3 năm nó ra chân bây giờ cũng đẹp. Đang muốn rúc sâu vào cái này tí mà chưa biết tìm góc nào là chui vào. Lũ ghép chú ơi. À ghép à? Không phải lũ mà nó. Chỉ ghép chỗ này thôi đúng không? Cấy tất cả toàn bộ lũ này. Ờ cũng độc đáo đấy. Cái này chắc là nghệ nhân từ Nhật Bản làm. Bắt tí nhá. Đó. Già khủng khiếp. Hôm nay bán cái loại này dễ cháy đó. Dễ giống nò. Dễ giống nò. Không kìa. Rốt thì than này kìa. Mỗi lần cắt thì đấy chứ. Ba năm triệu. Mình chào hàng khổ quá, anh em nó nhìn được rồi. Cây quay. Đây là du nhập từ bên Nhật Bản về. Đi lao là quan trọng nhất là đổ nước. Ưa nước, nhiều nước. Thả được nước thì càng tốt. Nước ở đây. Đấy. Rất nhanh nha. Đây ghép luôn. Ghép hết con quái gì nào. Quái gì? Chết xe bác nào cho con Outlander đấy đi. Xe nào? Đẹp. Úi giời ơi. Quên. Chỗ nào mà như chỗ này thì thích. Cây này là cây của ai đây không biết anh Kiệt đây. Mặt sau thì hơi kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái tùy ông thôi. Cái tùy ông thôi. Người nổi tiếng là anh người mua. Đầu tiên là mẹ kia, sau này gần đây, chung là nhiều đường chạy. Đây chung là này độc đáo nhất khu vực rồi. Tối cho lên luôn anh luôn nhá, tối cho lên sang đầu luôn. Đấy. Đây chắc không năm lắm. Dạ vâng ạ. À. Lắm thì không đếm được đâu ạ. Đấy. 35 triệu ạ. 35 triệu. Ôi giời, quá thuần rồi. Đánh bỏ bôi các ly đẹp hơn. Đánh màu kịch rán. Đẹp quá. Rồi, để sang chỗ này xem có cái gì nữa. Đầu đá hơn không? Có cây sung vốn tự. Làm này dễ lắm, dễ sống. Đang ở trong cái chum này nó đẹp này, nó cổ này kính. Hôm em nào hôm xem clip đấy dỡ cái cây si ở trên tường về trồng sống chưa? Sống bác ạ. Lên chưa? Đang nhú nhú, đang nứt nứt. Ôm nó vào. Thế thì đẹp quá. Xong cái thạc đổ xuống. Mỗi nhà làm cái cây trồng vào. Cái cô diễn viên người Thái. Dạ vâng, thế đẹp quá. Cũng là một cái liều. Cái đem ôm nó vào cái khai thác chơi thằng này được cái nó đẩy cũng đẹp ngành nó cắt là lên đá đỏ chiếc anh mua được cây sồ về đây đây cây ba phân hoàn thiện cây trồng đầu năm đây cũng cây nữa hai cây cả 30 phân tá nó rộng rồi 80 phân à tá tròn chắc nó không nghiên cứu được con kia đó. Con kia thế này cao càng đùi tay đóng hơi lệch nhỉ tay mà đóng tay mua về thì là nhạc là mua phải có lãi ngay mua về đó lóng mua về con đấy mà mua về mà sửa thì chọc bao tiền đấy không mấy chục đang ngồi 35 triệu nhà ông em thấy nhiều cục lùn nhỉ có một số anh ở gần nhà hậu à đấy cũng chiều cúc đấy làng cây đây nào về chiều cúc cái vườn mới mà quay nhiều cây cổ anh em mà quy tụ ra cái vườn mới cái đường mới à nhưng mà ở chỗ nhà hậu á không ở dưới đường mới ở chỗ đường Chiến Thắng ra vào rồi vườn họ mới mà anh em nhưng mà mấy anh em nó để đấy đúng không ở đem ra những cái cây cổ nhất là làng chiều cúc là tập trung nhất ngoài đấy hay quá rồng này nó chậm lớn lắm. Đồ có những cái chỗ như thế vui trong làng chặt bóng cũng lên cho nói chung là vui mắt sao à đây ạ à, anh ạ đây cả à, cả quê kia đúng không anh không mang cái gì đi à anh hỏi không anh đi chơi à, đi à. Lâu chả vào chơi đi làm khói khói đấy làm từ thảo xuống được ra chợ tí là đi đấy cũng phải đeo ba lô này này không có chó là đeo hết cả lưng đang thích cái si kia mà đòi cao quá thì à cái si nhỏ nhỏ làng như kia bảo là mua vào 11 triệu rồi làm gì đến mua cái này có chân chó đâu mình đang ngồi trên cái đá đấy sao chân thế mà bây giờ để đến chỉ thế thôi không khác được nhưng mà cái con si mà anh để cho mày một con 5 tháng đấy
nuôi trên đảo này chung bệ nó cũng đẹp nhỉ. Con nào con nào? À, con đấy là bệ đó. Đẹp, ngon, thế với những con này. Cái chân cũng kẹp. Alo. Đang đi có tí việc anh ạ. Đang hỏi nó chưa có bình đồ để mà xem nó như nào. Bọn đô thị nó không không chuyên nghiệp như bọn kia. Thấy cán bộ Tùng quyết định thế thì chưa, úi rồi ơi. Hỏi thì bảo là nói chung là hỏi cán bộ Tùng thì không không ấy được rồi, không quyết được rồi. Tuyến như dài thế mà ông bảo là bây giờ tổ chức cuộc họp mà rồi xem cáp kiết như nào rồi còn lên phương án. Đấy thì lúc nào anh về viện để anh em mình làm đi cho xong thì còn cái việc của ôi không, cái việc mình làm thì cứ làm trước nhưng mà hỏi chúng nó cho nó ấy thôi. Việc làm thì cứ làm cho nó để sau anh em nó đỡ vất đi thì mình cứ làm cho chuẩn đi, còn cái việc họp biết kệ đó. Ui có mà họp vào mắt có họp với ai, có ông Nam ông Tùng thì họp cái gì. Không, anh cứ đưa em để em vẽ trước, không lúc họp xong thì có mà hết hạn bố rồi. Họp xong chờ các ông ấy họp xong thì hết hạn thì đúng rồi, nhưng mà ý nó gấp quá, gấp. Thì lúc nào về viện không anh? Bao nóng đây. Úi rồi. Bánh bao đây. Ok. Hai bánh bao nóng đây. À, nhưng mà ông to đầu nhất là anh Nam này chả thấy ý kiến gì, họp gì. Ok, tí lên ngồi ông như này. Mẹ cứ này chứ mà chưa cứ này vẫn chưa về à, cứ mẹ. Được quá anh ạ. Vâng, đấy lúc nào bố trí em xin 5 phút Hoàng Ngọc. Còn cái việc kia kệ thôi, em vẫn tổ chức bình thường. Anh nhá. Nhà. Chưa về viện là ăn điếu thuốc thơm nhé. À được. Rồi. Thôi về lại phải ngược lên thì chết. Tuy hứng nhỉ. Rồi ok các bạn. Tạm vào đâu quá.